Hay rồi anh em nha, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Nghe Hoa Thoại Mi của em nha. Lên lên sóng các bác, em thiếu cực vip luôn các bác nhá. Và đó là quá vip luôn. Đấy, các bác có thể thấy đuôi kìa. Đuôi rất là to các bác nha, em này cứ mở mỏ là có đuôi các bác nhá. Chim chơi cánh đuôi xòe các bác nhá. Nói chung là hót một mình cũng xòe các bác nhá. Đấy, bản đuôi rất là to các bác nhá. Đấy, các bạn có thể thấy là bản đuôi rất là đẹp, rất là to luôn các bạn nha, cứ hót là mở mỏ là mở đuôi thôi nha. Yếu quá là vip luôn các bạn. Em này má trắng phình rất là to luôn các bác nhá. Zoom cho bác xem nhá. Mắt đỏ ngầu, má trắng phình to. Chân này coi. Clip này là em bật nhạc cho đấu rồi các bác nhá, chứ không nhìn thấy mái khi trống luôn nha các bác nhá. Nên các bác hoàn toàn yên tâm về độ vip của em này nhá. Kiểu dáng rất là đẹp của anh nha, dáng ngũ trưởng luôn. Bác nào bố kết em này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá.
các bạn có thể thấy là em gọi mồm phát là lại lên luôn các bác nhá. Kiểu nó rất thích tiếng meo 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 các bác nhé. Vì là em này hot rất nhiều rồi các bác nhé, nên là em mới mang máy ra em quay. Chứ còn không thì lúc là các bác vừa bỏ vải ra ấy, buổi sáng ấy, thì các bác quay em này thì cực vip luôn. Đấy, các bác thấy vi bằng rất là vip luôn các bác nha. Em nó cứ chơi lai dài này các bác ạ. Mệt lúc lại nghỉ lại chơi tiếp. Xem không có gì đâu nha, không có có chống mái được nha con nha. Clip này của em cũng được là 9 phút được các bác nhá. Em sẽ quay khoảng 10 phút rồi em sẽ dừng lại nha các bác nhá, không có dài quá các bạn. Nhưng các bác thấy một em khiếu rồi, quá là vip luôn đúng không các bác? Anh em nào bồ kết thì alo cho em nhé, số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhé. Để zoom sát cho các bác xem. Rồi, em xin chào tất cả các bác nha, hẹn gặp lại các bác những video sau nhá. Chim này nó hot thì có mà hot đến lúc nữa các bạn, thoải mái luôn. Rồi, chào tất cả các bác nha.